Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh Kiên Xe Đạp, một kênh chuyên review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Trong video này em sẽ giới thiệu cho các bác một mẫu xe đua Gian mang mã hiệu TCR 6500, được trang bị cấu hình full Shimano Tiagra. Và bây giờ em sẽ vào đánh giá chi tiết toàn bộ chiếc xe để cho các bác xem. Khung thép, nước sơn thì còn nguyên bản. Chiếc xe này cũng rất là mới luôn. Nước sơn, nước xước là nước sơn các thứ là hầu như là không có một vết xước nào đáng kể. Sơn nguyên bản. Bộ tay lắc Shimano Tiagra. Phanh ba mảnh. Mây ơi bi vòng. Phanh cao bản. Full group tia ra từ đè đến gạt đĩa. Cái dòng Gian này nó gần như là cái thương hiệu quốc dân. Các bác đi cái dòng Gian này thì yên tâm về cái độ, cái phần khung của nó. Khung của Gian thì được khung của Gian thì nó là đứng đầu thế giới về là sản xuất Gian, à sản xuất khung. Thì các bác đi rất là yên tâm. Và bây giờ sẽ vào đánh giá chuyển động và đo size để cho các bác xem. Size của chiếc xe từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 50 cm. Từ khóa cọc yên đến tâm cổ cốt là 54 cm. Chiếc xe này phù hợp cho các bác từ khoảng 1m63 đến khoảng 1m73 đi là phù hợp. Nhiều bác hỏi em về cái giá bán của chiếc xe là bao nhiêu, thì các bác em đã đề ngay ở cái chỗ tiêu đề này, các bác ấn mũi tên trỏ xuống vào là cái giá em đã đề đây luôn này. Còn nếu mà em không đề giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác bảo là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn ấn chuông, chọn tất cả đấy, thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đăng lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. Trang bị 9 tầng lít, 2 tầng đĩa, có 18 tốc độ chuyển động. Chuyển động của chiếc xe này còn vô cùng mượt mà. Và chiếc xe đang có giá bán rất tốt bên em là 11,5 triệu, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 709 943 để nhân viên bên em tư vấn hỗ trợ.
Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, cộng ấn chuông để theo dõi được những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.